Hamlet Trương xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình Sổ tay cảm xúc, phát sóng vào lúc 8 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Nếu như đêm nay trời đổ mưa, thật ra thì tôi đã hy vọng khi chương trình này phát sóng, mưa cũng sẽ chung nhịp râm ran hay ào ạt cho những ai đã không kịp về trên phố ngoài kia. Bạn sẽ làm gì khi một cơn mưa bất chợt đổ xuống? Vội vã kiếm tìm một nơi trú ẩn, rồi ngồi đó nhìn những hạt mưa ào ạt rơi xuống mặt đường, nhìn bong bóng. Nhức nhói, miên man đã từ lâu bất chợt trỗi dậy. Nhưng tôi biết, ai đó rồi cũng sẽ nhớ một cơn mưa. Trời đổ mưa, mỗi khi ngồi với em, nghe thời gian trôi qua êm đềm. Mỗi khi được nắm tay, mỗi khi được ngủ say, trong vòng tay em quá bình yên. Ở bên này có mưa, cơn mưa chiều rất kể từ khi em vẫn xa rồi. Ở bên người có mưa, xin mưa chạm khẽ thôi, lạnh bờ vai nhỏ bé của em tôi. Ngày cơn mưa thấm ướt vai anh, ngày ta trao nụ hôn dưới mưa, là anh tin mình sẽ có nhau dù như thế. Mùa mưa, những cơn mưa bất chợt làm dịu đi cái hanh khô nắng gắt. Những cơn mưa rào mát mẻ, hay những cơn mưa dầm về đem đến tiết trời lành lạnh, đều cho người ta cảm giác dễ chịu sau nhiều ngày nắng nóng. Nhìn cảnh vật như được gột rửa trở nên sáng loáng, hít căng lồng ngực không khí trong lành, ẩm ướt mà tươi mới sau mưa. Bỗng dưng mọi thứ đều nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà nhiều người thích mưa. Cái vẻ lãng mạn thấp thoáng mà mưa luôn mang theo cũng rất giống tình yêu. Thế nên đa phần ký ức tình yêu đều có những hình ảnh của những cơn mưa. Vui có, buồn có, nhưng tự trung đều động lại trong tim cảm giác bồi hồi, nhớ nhung. Tình yêu vốn dĩ lãng mạn, nay lại đến cùng những cơn mưa. Sự lãng mạn và cái lạnh giá tưởng chừng không liên quan nhau, nhưng nhờ cái lạnh thoáng qua mà ta chợt nhận ra mình cần lắm một hơi ấm bàn tay. Và rồi trong khoảnh khắc ấy, trí nhớ đậm dần hình ảnh một người. Hạnh phúc đơn giản là khi được bên cạnh người mình thương yêu và cảm nhận hơi ấm trái tim mỗi khi trời mưa, yên bình và ấm áp. Nhưng nỗi đau cũng từ mưa mà đến. Khi không còn bên cạnh nhau nữa, khi một mình nhìn mưa giăng kín ngoài trời, lòng trét run vì nỗi nhớ quay quắt tràn trề trong tim mình. Hình ảnh những ngày tháng mà ta đã từng có với người. Người có lạnh không? Người có nhớ tới ca không? Người có nhìn những cơn mưa này và bồi hồi về kỷ niệm mà ta đã có với nhau không? Những câu hỏi muốn thốt ra nhưng rồi lại nén chặt, sợ làm người phải bận lòng hơn nữa, sợ làm phiền đến cuộc sống đang đều đặn trôi đi của người. Tình yêu đến và đi, gần gũi rồi chia ly, như lẽ tất nhiên của tạo hóa. Có được, ắt sẽ mất, không có gì là tồn tại mãi mãi. Nhưng duyên phận có lý lẽ của riêng nó. Nếu thật sự dành cho nhau, nếu tình cảm đủ chín chắn và sâu đậm, nếu yêu không chỉ là tình yêu
mà còn là tình thương và sự thấu hiểu, thì những phong ba chỉ làm tình yêu ấy thêm gắn bó và nồng nàn hơn. Dù xa cách bao nhiêu ngày tháng, dù không thể quan tâm kề cận nhau như trước, dù có thể nào đi nữa, thì ngày gặp lại cũng vẫn sẽ thấy hình ảnh người kia tròn đầy và vẹn nguyên trong tim nhau. Vì tình yêu thật sự bất chấp thời gian, không gian, tình yêu vượt qua những quy luật tự nhiên của tạo hóa. Chỉ cần là của nhau sẽ quay về với nhau. Ký tên Thanh Trúc.
Lá thư được gửi từ S mặt bự @yahoo.com với những dòng cảm xúc. Chiều nay thành phố lại mưa. Tiếng mưa rơi tích tắc bên hiên nhà. Những tiếng xào xạc trên mái tôn. Những cơn gió nhẹ thoáng qua khe cửa. Không hiểu gì sao anh không hề cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn khi một mình ở đây, mà anh lại cảm thấy rất ấm áp, như có một vòng tay đang ôm chặt lấy anh. Không hiểu sao nữa, mỗi khi mưa anh lại cảm thấy nhớ em lắm. Anh nhớ trước kia, dù trời có mưa lớn, lạnh đi chăng nữa, đi học muộn thì anh cũng muốn đi. Không có ai ngồi kế lắng nghe những suy nghĩ của tôi nữa, nơi mà tôi lạ lẫm vô cùng và chẳng biết mình là gì giữa bề bộn cuộc đời. Rồi một ngày mai tôi sẽ là ai, tôi sẽ làm gì, tôi phải sống như thế nào trong khi ngày mai còn dài, tôi phải làm sao khi có cơn mưa bất chợt ùa đến, ai là người đầu tiên đưa tôi khăn để lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhạt nhòa còn đọng những hạt mưa lạnh. Rồi một ngày nếu cơn mưa kia nặng hạt hơn, tôi cảm lạnh, ai sẽ là người ôm ấp tôi trong vòng tay ấm những ngày mưa rơi. Nhọn Gió, một cộng tác viên của sổ tay cảm xúc, đã có đôi dòng cảm xúc về chủ đề ngày hôm nay. Mùa đông là mùa yêu. Tôi thường nghe người ta truyền miệng nhau như vậy, là mùa mà trái tim rất dễ yếu lòng, cần một cái nắm tay cho bớt lạnh, một cái ôm để sưởi ấm, một lời nhắc nhở, nhớ mặc nhiều áo ấm, quàng thêm khăn, không là ốm đấy. Với tôi, Hà Nội không chỉ mùa thu đẹp mà mùa đông cũng rất đẹp. Nếu thu Hà Nội là những cái gì lãng mạn mơ màng, thì đông Hà Nội là những mang mát của kỷ niệm về mối tình cũ. Với sự lựa chọn giữa thực tế hay ước mơ, cậu ấy là người thích thể hiện tình cảm ra ngoài, luôn muốn được tôi ôm lấy từ phía sau, hay cái nắm tay nhau giữa đêm đông trên phố. Còn tôi thì ngược lại, luôn giữ khoảng cách giữa chốn đông người. Chào một tối trời mưa đi học về, ngồi sau cậu ấy trong cái áo mưa đôi, tay tôi hơi bị ướt và lạnh bởi cơn mưa. Một tay cầm lái, một tay cậu ấy cầm tay tôi kéo sát lại và nói rằng: là khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, nhưng tôi không trải qua thêm một cuộc tình nào nữa. Không phải vì không quên được cậu con trai ngày xưa, mà là vì chưa sẵn sàng cho tình yêu.
Rồi cơn mưa bất chợt đến, làn gió đông thổi vài giọt mưa đến ướt trang sách của tôi. Tôi thấy lòng thanh thản lạ. Cái màn mát lành lạnh nhưng trong lành khiến cho bản thân như được tráng rửa. Nhớ đến cơn mưa mùa đông năm ấy, nghĩ về một cơn mưa hiện tại. Thì ra không phải tôi chưa sẵn sàng, mà là tôi đang chờ. Chờ một người yêu tôi thật sự, người sẽ nắm tay tôi đi qua những cơn mưa mùa đông về sau. Mỗi
Một người bạn từng nói với tôi, khi cơn mưa chợt rơi, mưa có cái thú vị riêng của nó, không thể mặc định rằng mưa lúc nào cũng buồn, hay cái cảm giác bị ướt mưa thật khó chịu. Nếu ai đó nhìn mưa rơi và mỉm cười, có lẽ cơn mưa ấy lại là một sự an nhiên. Nếu ai đó muốn bước thật chậm trong mưa, trong rủi qua những bàn mưa trong suốt, có lẽ len lỏi xuyên tạc qua màn mưa đó sẽ là một nụ cười hạnh phúc. Mưa, người ta không ngừng nghĩ đến những gì khiến trái tim phải chạnh lòng, dù là trái tim đó đã được rèn giũa qua thời gian. Cơn mưa nào giăng ngang trên lối về là nhạt nhòa đã phủ mờ ký ức, hay lại một lần nữa thổn thức như gọi về. Cũng bởi vì một ngày chia ly vô định, mưa vô tình nhưng hóa ra là hữu ý, như một cuốn phim buồn cho tất cả trái tim. Nếu ai đó nói rằng ghét phải nhìn mưa rơi, thì bạn có biết không, ai đó có lẽ cũng đang nhớ một cơn mưa. Bị cuốn vào vòng xoay của xa hoa danh vọng. Người chọn lựa sự nghiệp và cuộc sống gia đình, tôi chọn lựa ước mơ và con đường tự do. Đã dừng lại cho cơn mưa trải dài nơi trái tim, đã bước qua màn mưa với cả nỗi nhớ lẫn bồi hồi xót xa, có hoài niệm, có tiếc nuối, có nhức nhối, có an nhiên. Đến khi mưa tạnh, cũng là lúc mỗi chúng ta thôi nhìn lại. Con đường nào đã chọn thì vẫn phải tiếp tục bước, dù là mạnh mẽ hay yếu đuối thì cũng sẽ có một cái kết trọn vẹn cho mỗi chúng ta. Mưa sẽ luôn sống bước bên cuộc đời này, cho một chút màu xanh tươi mới, cũng như những cung bậc khóc và cười, hạnh phúc và bất hạnh, đã là lẽ tất yếu. Khung cảnh sau mưa là một mùi hương mới, hương mát lành cho tất cả những ảm đạm ban đầu từ cột trưa. Sau cơn mưa, ta chỉ nhìn thấy con đường phía trước rõ ràng hơn, để những bước chân lạc lối được tìm về với khi mà tình trong tim vẫn còn. Để dẫu con bước đi trên lối về chỉ có riêng mình thôi, thì trái tim này vẫn an nhiên mà đi qua những chông chên của cuộc đời. Bốn mươi lăm phút vừa rồi có lẽ chúng ta đã có rất nhiều những cảm xúc về mưa đúng không? Và các bạn có thể nghe lại chương trình này ở trên mb3.zing.vn / sổ tay cảm xúc, và tất nhiên là cả những chương trình trước đó nữa. Rất mong là các bạn sẽ có rất nhiều những lá thư để gửi về sổ tay cảm xúc a@zing.vn, và tôi sẽ có cơ hội được tổng hợp những lá thư đó. Và bây giờ xin trân trọng thông báo với các bạn một điều, đó chính là tôi sẽ đi tắm mưa.